Hôm nay mình muốn chứng minh cho các bạn thấy rằng là cái tấm phát nhiệt công nghệ PTC 100W điện 224 AC này rất là hiệu quả. Nhiệt phát rất nhanh và rất tiết kiệm các bạn. Mình sẽ cho nó áp vào cuối của cái bảng này để tỏa nhiệt lên ở trên cái đáy son này các bạn nha. Và mình sẽ đổ nước vào. Sẽ dùng bảng đo nhiệt độ này để đo trực tiếp và đồng hồ đếm ngược giờ, đếm giờ ở đây các bạn nha. Bây giờ các bạn hãy chờ mình cho nước vào và trực tiếp nấu các bạn ạ. Mình sẽ cho nước vào. Rồi, nhiệt độ bây giờ đang chỉ là tầm 33 độ các bạn nha. Và mình sẽ cắm nguồn. Đèn đã bật sáng rồi các bạn. Điện đã vào, 220 đã vào. Tấm nhiệt này bắt đầu tăng các bạn nha. Và mình sẽ bấm giờ cho các bạn xem nó thời gian là bao lâu. Nhiệt độ tăng rất nhanh các bạn, 40 mấy độ C rồi nè. Lên nhanh quá. Rất là nhanh. Nó sủi tắm rồi các bạn này. Thật là nhanh chóng. Mình khuyên các bạn nên thay đổi tất cả các thiết bị trong gia đình dùng nhiệt bằng dây máy xo, hãy chuyển qua tấm phát nhiệt PTC này các bạn nha. Nó rất an toàn. Thực sự là an toàn các bạn. 60 độ rồi này. Và tiết kiệm điện nữa. Rất tiết kiệm điện các bạn ơi. Thực sự tiết kiệm điện. Nhỏ gọn an toàn. Chuyển đổi phát nhiệt từ điện năng sang nhiệt năng nó rất là cao các bạn. 74 độ rồi các bạn. Thực sự rất là nhanh luôn. Rồi, sủi tắm rất là nhiều rồi các bạn nghe. Thôi, bắt đầu sôi rồi các bạn ơi. Đã sôi rồi các bạn. Như vậy là đúng 1 phút 30 giây là nó đã sôi ra mâm rồi các bạn ha. 1 phút 30 giây các bạn. Sôi quá trời sôi luôn rồi nè. Nhiệt độ bây giờ là 99 độ rồi các bạn. Đúng rồi nha. 100 độ C đã sôi rồi các bạn ha. Rất tuyệt vời các bạn ơi. Thực sự là tiết kiệm. Và mình sẽ nói với các bạn rằng các bạn nên sử dụng nha. Mình sẽ tắt. Tắt luôn. Kiểu nó sôi quá nhiều rồi ha. 103 độ C các bạn nha. Nước sôi thì tầm trong vòng 100 độ là nó sẽ dừng bởi vì cảm biến này nó độc. Mình khuyên các bạn nên dùng cái tấm nhiệt PTC này các bạn nha. Và thiết kế cho nhiều tấm nhiệt 100W này để nó có thể dùng với công suất lớn hơn và ca nước này sẽ lớn hơn các bạn. Thực sự các bạn dùng 500W hoặc 1000W thì nó sẽ nấu trong vòng dưới 1 phút, tầm 30 giây là nó sẽ sôi thôi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chi tiết cho các bạn thấy rõ hơn về tấm PTC này nhé. Bây giờ giới thiệu với các bạn đặc tính rất là thông minh của vật liệu gốm bán dẫn PTC này. Nó có một đặc điểm rất tuyệt vời mà không có vật liệu nào có được các bạn. Đó là khi nhiệt độ tăng lên ở mức cố định của nhà sản xuất đặt trước, ví dụ 100 độ, thì năng lượng ở bên trong này nó sẽ giảm từ từ chứ không tiếp tục cho điện vào nữa. Bằng cách là nó tăng cái điện trở nồi bên trong để giảm dòng tiêu thụ. Cuối cùng là nhiệt độ không thể tăng lên được nữa. Hay nói cách khác là nó ngưng dòng điện hoàn toàn khi đã đạt một nhiệt độ cố định của nhà sản xuất.
tấm nhiệt này nó rất là nhiều nhiệt độ đặt trước, ví dụ 60 độ, 70 độ, 100 độ, 120 độ hoặc là 200 độ, lớn hơn 200 độ cũng có các bạn nhé. Và cái hay của cái tấm này là sử dụng 12V DC cũng được, 24V cũng được, và sử dụng điện 110V cũng được, 220V cũng được, tùy vào nhà sản xuất yêu cầu. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nó tăng nhiệt độ nhanh như thế nào các bạn. Bây giờ mình sẽ ép vào cái vật liệu cố định này để tiến hành thử cho các bạn xem. Và mình sẽ cũng là dùng cái đồng hồ các bạn nhé. Đồng hồ đo nhiệt độ áp sát vào lưng của nó và mình sẽ cắm điện để cho các bạn thấy. Nó sẽ tăng nhiệt độ thứ tư các bạn. Đèn nguồn là báo đỏ rồi các bạn ha. Rồi các bạn sẽ thấy là nhiệt độ nó tăng lên này. Mình sẽ giữ sát cái lưng nó này. Nhiệt độ đang tăng nè. Nó tăng rất nhanh các bạn ơi. Điều tuyệt vời nhất là nhiệt độ tăng rất nhanh nhờ sự trao đổi từ điện năng qua nhiệt với một hiệu suất rất cao, gần như là 100%. Bởi vậy thiết bị này nó rất là tiết kiệm điện các bạn nhé. Nó đã đạt quá 100 độ. Chỉ trong vòng 5 giây thôi các bạn là nó đã đạt quá 100 độ rồi ha. Bảng nhiệt độ này nếu quá 110 độ là nó sẽ không đọc được các bạn. Các bạn sẽ mua trên mạng một cái thiết bị đo nhiệt như thế này để lắp vào bên trong cái hệ thống này để theo dõi nhiệt độ hiện tại trực tiếp của nó như thế nào các bạn nha. Đây là sensor cảm biến, mình nếu mình đặt vào là nó sẽ tăng lên lại các bạn. Đó, nó sẽ tăng lên lại bởi vì bây giờ nó càng còn nóng. Đó, nó tăng lên lại ha. Đặc tính này rất hay các bạn và các bạn nên dùng, và mình khuyến tất cả các gia đình nên dùng thiết bị này, nên dùng vật liệu này, an toàn không bị điện giật và rẻ tiền các bạn. Khi các bạn dùng cái này thì các bạn sẽ hạn chế được nhiều khả năng chạy nổ của dây máy so như là bếp từ, như là ẩm điện siêu tốc, rất là dễ gây chạy nổ các bạn. Thôi, chúc các bạn và gia đình sẽ có những cái thiết bị mà các bạn tự thiết kế hoặc các bạn mua về sử dụng các bạn nha. Nó bán rất là nhiều, lo sửa máy sấy. Điều là dùng thiết kế. Khám phá các ứng dụng nổi bật của công nghệ PTC trong đời sống. Định nghĩa công nghệ PTC, PTC là viết tắt của Positive Temperature Coefficient. PTC Thermistor là điện trở nhiệt có hệ số nhiệt độ dương. Khi nhiệt độ tăng, điện trở cũng sẽ tăng lên. Điện trở nhiệt PTC được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 bao gồm các điện trở bạc và dùng silicon làm vật liệu bán dẫn. Nhóm này được dùng để làm cảm biến nhiệt độ PTC cho các đặc tính tuyến tính của chúng. Nhóm 2, đây là loại chuyển mạch được dùng nhiều trong cảm biến lò sưởi PTC. Điện trở nhiệt PTC Polymer cũng thuộc nhóm này. Chúng được làm từ nhựa đặc biệt và được dùng để làm cấu trì có thể đặt lại. Loại điện trở nhiệt PTC này có đường công nhiệt độ điện trở phi tuyến tính cao. Khi nó được làm nóng, điện trở sẽ giảm cho đến khi đạt mức nhiệt độ điểm tối hát nhất định. Khi nhiệt độ tăng lên thì sức đề kháng cũng tăng đáng kể. Điện trở nhiệt PTC có đặc điểm gì? Điện trở nhiệt PTC chuyển mạch thường được làm từ gồm đa tinh thể. Ở trạng thái ban đầu, gồm đa tinh thể có điện trở suất cao, sau đó được làm bán dẫn bằng cách bổ sung những chất pha tạp khác. Loại điện trở nhiệt PTC chuyển mạch chủ yếu được dùng để làm máy sưởi từ điều chỉnh PTC. Hầu hết các điện trở nhiệt PTC chuyển mạch có nhiệt độ chuyển tiếp là 60-120 độ. Tuy nhiên, có một vài loại thiết bị ứng dụng đặc biệt có thể chuyển đổi ở mức 0 độ đến mức 200 độ. C.
Các ứng dụng của công nghệ PTC thiết bị sưởi ẩm, các bộ phận sưởi ấm PTC được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị sưởi như máy xay tóc, tẩm sưởi và máy sưởi di động. Khi nhiệt độ đạt đến mức an toàn, điện trở của PTC tăng và dòng điện giảm, giúp điều chỉnh nhiệt độ mà không cần thêm hệ thống điều khiển phức tạp. Bảo vệ mạch điện công nghệ PTC cũng được sử dụng trong các bộ bảo vệ quá dòng, cầu trì tự phục hồi. Khi có quá dòng hoặc ngắn mạch, nhiệt độ tăng lên và điện trở của PTC cũng tăng, làm giảm dòng điện và bảo vệ mạch. Khi vấn đề được giải quyết, nhiệt độ giảm và điện trở trở lại mức bình thường, khôi phục hoạt động của mạch, pin sắc và bổ điều chỉnh nhiệt độ trong pin sắc và các thiết bị lưu trữ năng lượng khác. Công nghệ PTC được sử dụng để ngăn ngừa quá nhiệt khi sắc hoặc xa pin. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ và tăng độ an toàn cho thiết bị. Cảm biến nhiệt độ PTC được dùng làm cảm biến nhiệt độ trong các thiết bị công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Nó có thể giúp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh hoạt động của thiết bị dựa trên dữ liệu này. Động cơ điện và máy biến áp công nghệ PTC được sử dụng để bảo vệ động cơ điện và máy biến áp khỏi quá nhiệt. Khi nhiệt độ vượt quá mức an toàn, PTC sẽ làm giảm dòng điện, ngăn ngừa hồng hóc và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Nhờ vào khả năng tự điều chỉnh và bảo vệ thông minh, công nghệ PTC ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Từ thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng đến các hệ thống công nghiệp phức tạp, tạm kết nội dung bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công nghệ PTC. Hy vọng bạn đã hiểu rõ về công nghệ này cũng như tính ứng dụng cao của nó trong đời sống hiện nay.